Thịnh Nguyễn mến chào và cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã trở lại kênh của Thịnh Nguyễn Tòa Giám Mục Xuân Lộc 210 Hùng Vương Xuân Bình Long Khánh Đồng Nai Thư gửi cha giám đốc đại chủng viện và quý bề trên Kính thưa cha giám đốc và quý bề trên Tình hình dịch bệnh COVID-19 mỗi lúc một lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như tính mạng của người dân. Ngày 14 tháng 7 năm 2021 vừa qua, chính quyền tỉnh đã liên lạc với Tòa Giám mục Xuân Lộc để xin các tu sĩ trụng sinh hỗ trợ ban phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Đây là cơ hội rất tốt để quý tu sĩ nam nữ và anh chị em chủng sinh chúng ta sống tinh thần tin mừng cách cụ thể qua việc dẫn thân phục vụ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách do đại dịch gây ra, sự hiện diện và phục vụ của quý tu sĩ nam nữ và anh chị em chủng sinh trong các môi trường này sẽ là dấu chứng sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa giữa các anh chị em lương dân, đồng thời nâng đỡ và khích lệ đời sống đức tin của các tín hiệu Chúa trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay trong lá thư gửi cho quý bề trên của một số hội dòng trong giáo phận ngày 17 tháng 7 năm 2021, con đã lệnh ý Đức Cha Doan giám mục giáo phận để thưa với quý bề trên về việc mời gọi các tu sĩ tham gia nhóm thiện nguyện nhằm hỗ trợ các nhân viên y tế phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Giáo Phận, đã có 87 tu sĩ tình nguyện tham gia, dòng trợ thế thánh doan thiên chúa 16 tu sĩ dòng đa minh thánh tâm 18 tu sĩ dòng đa minh tam hiệp 7 tu sĩ dòng nữ tỳ chúa giêsu linh mục 24 tu sĩ dòng mến thánh giá xuân lộc 21 tu sĩ và dòng nữ tá viên camilo một tu sĩ tham gia nhóm thiện nguyện trong đợt này còn có bốn cha và 27 chủng sinh của giáo phận nhà Do nhu cầu cấp bách của việc phòng chống dịch tại huyện Vĩnh Kiểu, quý cha, quý thầy dòng trợ thế và quý gì dòng nữ tá viên Camilo đã lên đường phục vụ vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Các anh chị em còn lại sẽ lên đường trong những ngày sắp tới. Kính thưa cha giám đốc và quý bề trên, hiện nay lực lượng nhân viên y tế của tỉnh đang thiếu hụt. Đang khi số ca nhiễm không ngừng gia tăng, ảnh hưởng rất nhiều đến việc chăm sóc và chữa trị cho các trường hợp nhiễm bệnh. Do đó, sự trợ giúp của quý tu sĩ nam nữ và anh chị em chủng sinh thiện nguyện là rất cần thiết và diễn tả sống động. Đức bác ái kỳ tô giáo, kính xin cha giám đốc mời gọi các chủng sinh, quý bề trên mời gọi các tu sĩ và hội dòng mình tham gia nhóm tu sĩ chủng sinh thiện nguyện đợt khai để kịp thời hỗ trợ phòng chống dịch bệnh và đây là một vài đề nghị cụ thể của ngành y tế một các tu sĩ chủng sinh thiện nguyện a à, cần có sức khỏe tốt không mắc bệnh nền nhiệt tình phục vụ và sẵn sàng chấp nhận khó khăn hiểm nguy xin cho biết chuyên môn của từng vị bằng cấp chuyên môn về y tế hay các chuyên môn khác để ngành y tế dễ dàng sắp xếp công việc phù hợp. B. Sẽ được tập huấn và chích ngừa trước khi tham gia phòng chống dịch dưới sự hướng dẫn của ngành y tế. 2. Nếu phục vụ dự kiến sẽ là các bệnh viện, khu chữa trị bệnh nhân COVID-19 và khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 3. Thời gian phục vụ tập trung dự kiến sẽ là 14 ngày, nếu muốn có thể đăng ký phục vụ thêm 14 ngày nữa, sau thời gian phục vụ sẽ cách ly 14 ngày. Về các việc bổn phận đạo đức thiên liêng trong thời gian phục vụ, các tu sĩ chúng sinh sẽ chu toàn cách cá nhân. Ngoài ra, quý hội dòng có thể hỗ trợ các khu cách ly và những người chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh bằng nhiều cách thức khác nhau như cung cấp thực phẩm, xuất ăn, hoặc cho mượn cơ sở vật chất. Để thuận tiện cho việc sắp xếp, xin cha giám đốc và quý bề trên gửi danh sách các tu sĩ, chúng xin tình nguyện tham gia vào việc bác ái tông đồ đầy ý nghĩa này cho tòa giám mục trước ngày 26 tháng 7 năm 2021. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương cứu chữa và giải thoát nhân loại khỏi cơn đại dịch nguy hiểm này. Xin Chúa khơi lên lòng nhiệt thành tông đồ nơi tâm hồn mỗi chúng ta và ban cho cha giám đốc quý bề trên cùng hội dòng phúc bình an của Ngài. Tòa giám mục Xuân Lộc ngày 22 tháng 7 năm 2021 Linh mục Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc đã ấn ký.